quay lại kênh của mình nha à, chúc mọi người xem video vui vẻ, với nhiều sức khỏe nha anh em. thì à, bữa nay mình tiếp tục làm video này chia sẻ đến anh em trong kênh của mình những cái mẫu hồ cá anh em. thì à, mấy cái clip gần đây thì mình chia sẻ đến mọi người những cái mẫu hồ cá từ một khối đổ lại anh em. thì à, bữa nay được sự đồng ý của em Hiếu và quản trị thì mình sẽ giới thiệu đến anh em trong kênh của mình một cái mẫu hồ cá coi nó hơi lớn một tí xíu và đặc biệt là mình sẽ tìm hiểu cái hệ thống lọc hồ cá của em Hiếu luôn anh em nha thì à, trước khi mà mình tìm hiểu cái hệ thống lọc á thì mình cùng với lại anh em mình ngắm cá trước anh em nhé à, thì đây là cá của em Hiếu anh em à, cá rất là dạng người anh em ha màu rất là đẹp đặc biệt là cá của em Hiếu là ở này là Hiếu có chia sẻ với mẹ mình là toàn bộ là cá việt hết anh em nhé à, theo mình nghĩ là cá của Hiếu là ngoài xa 30 hết anh em rất là dạng người thì à, Hiếu cũng có chia sẻ với lại mình là hồ của Hiếu thì à... Xây với lại uh, sửa chữa đồ luôn là cũng uh, tầm cỡ 3 tháng đó nè Nói chung là hồ cũng mới Nhưng mà được cái là mình uh, vận hành tốt quá Cho nên là nước anh em nhìn thấy rất là trong Cho nên là màu sắc cá này nhìn rất là đẹp anh em ha Cá đẹp Nói chung là nếu mà nói cá Việt Nhưng mà theo đánh giá của mình là nhìn cái màu sắc cũng không có thua gì cá F1 với lại uh, cá Nhật đâu nè Cá đẹp quá Vậy thôi mình cùng với lại anh em uh, Tìm hiểu cái hệ thống lọc hồ cá của em Hiếu luôn anh em nha rồi thì đây là toàn bộ cái hệ thống lọc hồ cá của em Hiếu anh em. Nó gồm có một dàn ba kỳ. Ở dưới dàn ba kỳ là ngăn lắng anh em nha. Đó, ngăn lắng này thì anh em sẽ để chổi ha. Để chổi và đặc biệt là ngay cái chỗ mà nước nó thông qua cái ngăn tiếp xeo á là Hiếu sẽ để một cái lớp gi Cái miếng gi để nó hạn chế cái tình trạng động nước anh em. Thì tất cả hút đáy là hút mặt nó sẽ được qua ngăn lắng này. Thì ngăn lắng này thì Hiếu sắp chổi. Anh em sắp dày lên để nó giữ phân giữ cặn lại. Đó, tiếp theo là nước sẽ được thông qua cái ngăn tiếp theo là hiếu để full mát và ở đây thì mình tạo oxy là mình để những cái sủi này đó hiếu để ngăn này là để oxy và tiếp theo là qua ngăn mát tiếp theo nữa và cuối cùng là tới bơm anh em nha bơm thì ở đây hiếu sử dụng hai bơm nha nè một bơm là sẽ tạo lồ và một bơm là sẽ đưa lên cái dàn ba kỳ hồi nãy như anh em thấy đó. đó thì đó là toàn bộ cái hệ thống lọc hồ cá của em hiếu anh em nha nó gồm có một ngăn lắng nè rồi qua ngăn tiếp theo là zimat với lại mình để là sủi rồi được thông qua một ngăn tiếp theo là để full zimat và cuối cùng là đến bơm anh em nha thì bơm ở đây là hiếu chia sẻ với lại mình đó là hiếu sử dụng hai bơm nha anh em một bơm là 20 000 bơm 20 000 này thì hiếu sẽ làm luôn thì luồng thì hiếu sử dụng là luồng là hai cái luồng 60 anh em và một cái bơm một một cái bơm pdh 10 000 là bơm lên cái vàng ba kia anh em nha thì vàng ba cây này á, là hiếu để full đá long vũ nha anh em thì cây cái chỗ vàng ba cây thì giống như những clip trước mình cũng có chia sẻ rồi thì tùy anh em thôi anh em có muốn để đá long vũ cũng được hoặc là anh em để sứ thanh đâu cũng được nhưng mà ở đây thì hiếu xài full đá long vũ luôn nha anh em nha thì mình xin nhắc lại cái bộ lọc hồ của hiếu là nó gồm có là sử dụng là hai cái máy bơm ha một cái máy bơm là 20 mươi làm hai cái luồng làm hai cái luồng là một cái hai cái luồng 60 mươi anh em và một cái bơm là BDH là 10 000 đưa lên dàn ba à, cá của Hiếu là ở đây Hiếu có chia sẻ với lại mình là toàn bộ là cá Việt hết nha anh em hồ của Hiếu thì ở đây là cái chiều dài của nó là 3,3 mét cái rộng là một mét và cái cao của cái mực nước là 1,1 mét anh em nha thì ở đây là hút mặt thì Hiếu sử dụng là một cái hút mặt 60 và hai cái hút đáy là 90 được nói kết nối thông qua bên cái ngăn lắng anh em còn những cái ống thông mà hồi nãy như mà anh em thấy từ cái ngăn ngăn lắng mà qua ngăn Zimax anh em là nó được thông bởi ba ống 90 anh em nha. Thì tổng cái hồ của Hiếu luôn là giống như hồ chính á là 3,5 khối và lọc là 1,5 khối anh em. Thì tổng hồ của mình luôn là 5 khối anh em nha. Thì 5 khối là mình sử dụng hai bơm. Tổng cái lượng bơm là 30 30 khối trên một giờ anh em nha. Thì nói chung là theo mình đánh giá cái bơm với lại so với lại cái lượng nước trong hồ như vậy là rất là ok anh em nhé ở đây mình cũng chia sẻ thêm tí xíu Anh em thấy là hồ của Hiếu á, là cái nền đen nhìn rất là đẹp đúng không Nhưng mà cái này là Hiếu uh, lắc gạch đó, anh em à, Ngày trước lúc mà Hiếu mới xây là Hiếu sơn Nhưng mà do nó trục trặc ở ngay ở chỗ sơn đó, anh em Cho nên là khi mà sơn khi mà vô nước thả cá rồi Chưa thả cá nhưng mà sau một cái thời gian anh em à, Giống như test á Thì sơn nó bị tróc anh em à, Không hiểu vì lý do gì cho nên là à, Hiếu quyết định là sẽ dán gạch đen hết luôn Vậy nó cũng rất là là hay ở chỗ là Hiếu cũng tìm hiểu trước cái nền để mà nuôi cá coi á tại vì cá coi thì nó sẽ có hai cái nền để nó tạo cho cái màu cá mà theo quan điểm riêng của mình là mình cảm nhận là màu nó sẽ lên đẹp. Một đó là màu xanh và hai là màu đen. Thì theo nếu như quan điểm riêng của mình nếu như được chọn giữa màu xanh và màu đen thì mình sẽ chọn màu đen anh em nha. Thì ở đây là hiếu lắc gạch màu đen cho nên là khi mà anh em nhìn vô á, anh em thấy cái màu sắc của cá nó rất là sặc sỡ. Còn mình thấy cũng có nhiều anh em á là lát gạch nhưng mà anh em lát gạch màu trắng á, thì thật sự cái đó thì lâu ngày anh em anh em nuôi thì cái màu cá sẽ nhạt dần theo cái ánh sáng của cái cái nền gạch đó anh em cho nên là mình cho anh em một cái lời khuyên nếu mà anh em muốn lát gạch thì anh em tốt nhất là nên lát cái gạch màu đen giống như của hiếu thì nhìn cái màu sắc cá nó sẽ đẹp hơn cái nước nó cũng sẽ đẹp hơn anh em nhé. Đây Hiếu cũng có chia sẻ với lại mình đó, à, hồi lúc là nuôi cá là trên hồ kiến nhưng mà sau khi mà xây cái hồ này anh em, khi mà bắt đầu dời cá qua đó thì những cái bữa đầu cá nó giống như nó qua hồ lạ anh em, nó sẽ có cái hiện tượng giống như là nó bị trôi nước, ấy, giống như là nó không có lanh hoặc là nó núp trong gốc á, thì thường nếu mà anh em nào mới thả cá hồ mới nó cũng vậy, thì nhiều khi mình cũng có cái tâm lý. Nhưng mà sau cái thời gian 3 ngày, 5 ngày anh em khi mà cá nó quen cái môi trường á cũng như là nó quen cái mật độ của cái nước của cái hồ mình á thì bắt đầu cá nó dạng dần lên thì hiếu tập thì sau cái thời gian xây hồ với lại thả cá luôn là đến thời điểm bây giờ là gần 3 tháng anh em thì cá nó bắt đầu nó dạng dần rồi. Nó dạng dần rồi. Thì bên cạnh cái việc mà mình huấn luyện cá rồi mình làm cho cá nó màu sắc nó sặc sỡ thì hiếu lâu lâu cũng có bổ sung thêm giống như là thức ăn trộn với lại sữa chua đó, anh em. Thì cái này là mình thấy anh em trên hội cũng xài rất là nhiều Giống như thức ăn mình trộn với lại sữa chua để nó tăng cái sức đề kháng cho cá đó Thì nói chung là mình thì mình không có cho ăn chung với sữa chua Nhưng mà mình thấy ở đây là có nhiều anh em sử dụng thức ăn trộn với sữa chua đó, cho cá ăn cũng rất là tốt Thì thí dụ như anh em nào ở nhà mà có muốn thức ăn mà bổ sung thêm đề kháng cho cá Thì có thể là áp dụng giống như Hiếu đó, là trộn với lại sữa chua đó, cho sữa chua cho cá ăn thì nó rất là tốt anh em nha Nó tốt cho cái đường ruột anh em sữa chua mà mình trộn với thức ăn đó, nó giúp tăng đề kháng đó, đường ruột cho cá thì cá nó khỏe nó hạn chế được cái tình trạng bị bệnh đường ruột anh em giống như anh em thấy mà những cá coi mà giống như nó ăn mà giống như nó khi mà đi ra phân mà cái phân nó dài anh em thì cái đó là do cái hệ tiêu hóa của nó, nó 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 chưa được tốt á thì ví dụ như anh em muốn cho cái hệ tiêu hóa nó tốt thì anh em có thể là bổ sung giống như sữa chua là anh em trộn vô cái thức ăn anh em cho nó ăn nhưng mà cũng lâu lâu anh em giống như hai ba tuần hoặc là một tuần anh em cho nó ăn lần thôi cũng đừng có thường xuyên nhiều quá thì cái gì cũng vậy nói chung là vừa phải thôi nhiều khi nhiều quá thì nó cũng uh, không có tốt lắm anh em nha hãy theo mình nghĩ vậy thôi còn cá của hiếu thì nhìn quá đẹp anh em ơi theo quan điểm riêng của mình quá đẹp nước cũng đẹp mà cá cũng đẹp nữa đặc biệt là cá dạng người nói chung là hồ nào cũng vậy hết mini cũng vậy hồ lớn cũng vậy à, cá việt cũng vậy hay là cá nhật cũng vậy anh em mà thấy nó dạng người là thích à cho nên là anh em cố gắng ha nếu như ở đây là sẵn mà hiếu xây hồ mới thì mình cũng chia sẻ với lại anh em thêm luôn nếu như ở nhà anh em nào có nhã ý mà xây hồ cũng như là anh em sửa chữa hồ thì anh em nhớ cho mình là khi mà anh em trước khi mà anh em thả cá vô hồ á anh em cần phải xử lý thứ nhất là xử lý xi măng trước có nghĩa là anh nghe anh em ngâm chuối hột nè rồi anh em ngâm với lại phèn chua hai ba ngày để cho nó khử cái mùi hôi và trước khi anh em vô nước anh em chạy lọc anh em chạy tím trước anh em nha tại vì khi mà cái hồ mới á thì cái xi măng nó sẽ có cái độc tố và bên cạnh đó nhiều khi nó có những cái mầm bệnh anh em thì khi mà mình chạy tím á, để nó diệt từ ngay chỗ cái ngăn lọc với lại cái hồ chánh luôn rồi khi mà mình chạy tím xong rồi thì bắt đầu anh em thay hết nước rồi anh em vô nước mới rồi bắt đầu anh em chạy lọc anh em chạy lọc một hai ngày gì đó lúc đó là anh em thả cá vô thì nó sẽ ngăn ngừa cho mình được cái tình trạng là hồ mới nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của con cá cũng như là nó ngăn ngừa cho mình được cái tình trạng là mầm bệnh do là cái hồ mới anh em nha rồi khi mà anh em thả cá vô rồi anh em nhớ cho mình là hai ba một hai ngày đầu chắc chắn là con cá nó không quen nó sẽ bị có cái hiện tượng stress thì khi mà con cá nó có cái hiện tượng stress á, thì anh em cũng đừng có quá lo lắng chủ yếu là cái hồ mình đã xử lý tốt rồi thì hồ mới thì cá nhiều khi nó hơi bị stress tí xíu thì ba bốn ngày đầu anh em đừng có cho ăn rồi qua cái ngày thứ tư thứ năm gì đó bắt đầu lúc đó là anh em mới tập cho nó quen dần thì khi mà nó đã trong cái hồ cũ nó quen với lại cái mùi thức ăn của mình rồi đó thì sau bốn năm ngày khi nó đói rồi đó đó là cái thời gian vàng mà anh em tập để cho cá mình nó dạng nó không có bị cái tình trạng nhát người anh em nhé đó là cái mà mình chia sẻ cũng như là cái thông điệp mà Hiếu cũng nhờ mình chia sẻ đến anh em đó là khi mà hồ mới á, khi thả cá vô hồ mới á, mà cá nó hơi bị stress thì mình cũng đừng có quan mang quá ha. Mình chú ý mình theo dõi, quan trọng nhất là mình xử lý được cái hồ nó không có bị ảnh hưởng do cái xi măng cũng như là những cái độc tố trong hồ anh em nha. Còn cái chuyện mà cá nó bị stress thì sau 4 năm ngày mình huấn luyện đó thì cá nó sẽ dạng hơn và nó ngăn ngừa cái tình trạng nhát ngừa luôn anh em nha. Thì đó là cái thông điệp mà Hiếu nhờ mình gửi đến anh em trong kênh nha thôi chắc có lẽ là mình cũng xin phép kết thúc video tại đây anh em nhé thì nếu mà anh em trong kênh của mình ai có muốn sửa hồ hoặc là xây hồ có thể là tham khảo cái hồ cũng như là cái hệ thống lọc hồ cá của Hiếu anh em nhé thì đại diện cho bên kênh nó Hiếu thì anh cũng chúc em với lại gia đình mình luôn thật là nhiều sức khỏe Hiếu nha à, anh chúc em trong công việc làm ăn luôn luôn thuận lợi nhé thì anh em nào trong kênh mình muốn giao lưu kết nối muốn chia sẻ thì anh em cứ comment bên dưới anh em nhé thì nếu mà anh em xem video thấy những cái mình với lại Hiếu chia sẻ nó hữu ích thì nhớ nhấn like đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình nhé rồi chúc mọi người xem video vui vẻ nhé